Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 phút đến 20 giờ hàng ngày. Yến Nhung và Hà Cang rất vui khi được chia sẻ thông tin cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin nóng 24 giờ, Chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023. Chương trình hôm nay sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Can đảm thông chốt công an, người tài xế bị phạt 80 triệu đồng. Mải mê chụp ảnh, cô gái bị rơi xuống vực. Lo nhìn điện thoại đến mức không biết tàu hỏa đến gần. Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVT, 40 tuổi, quê tại Đồng Nai, với tổng số tiền 80 triệu đồng về lỗi vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Ông VT không những vi phạm về nồng độ cồn, còn điều khiển xe bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại kiểm tra. Sự việc xảy ra vào tối ngày 25 tháng 9 vừa qua, khi lực lượng chức năng lập chốt để kiểm tra các phương tiện giao thông và yêu cầu ông VT dừng xe vào vị trí kiểm tra. Nhưng ông này bất ngờ tăng ga lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ, rồi bỏ chạy, buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, ông T điều khiển xe vượt đèn đỏ qua nhiều tuyến phố. Qua kiểm tra phát hiện ông VT vi phạm nồng độ cồn, tiếp tục test nhanh ma túy thì lại phát hiện tài xế này dương tính với chất ma túy. Ông VT đã bị phạt 4 lỗi bao gồm điều khiển xe ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Tổng mức phạt là 80 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Thưa quý vị, hôm qua một đôi bạn trẻ đã đến khu vực đường Phạm Văn Đồng, xã Vĩnh Lương để chụp ảnh. Không may cô gái bị trượt chân rơi xuống vực sâu. Người bạn trai đi cùng đã hô hoán để người dân trợ giúp và kịp thời cứu được cô gái trẻ. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập tức có mặt, điều động phương tiện cùng tổ cứu nạn đến hiện trường. Đây là đoạn đường đèo uốn lượn quanh co với một bên vách núi đá, bên vực sâu nối liền với biển. Nạn nhân bị gãy chân trái, chấn thương vùng mặt và đầu nhưng không nghiêm trọng, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sáng nay, một vụ tai nạn khá nghiêm trọng xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giữa hai xe máy khiến hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay, nam thanh niên 18 tuổi ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển xe máy biển số 94H01278 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh. Đến đoạn độ dốc thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, cùng lúc này xe máy biển số 93T93385 do người phụ nữ khoảng 35 tuổi ngụ phường Tân Phú điều khiển đang lưu thông từ bên phía tay phải xe máy qua đường. Gặp tình huống bất ngờ do khuất tầm nhìn khi một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang dừng phía trước bên phải, nam thanh niên không kịp xử lý tông thẳng xe của người phụ nữ. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy lao thẳng lên phía trước khoảng 30 mét, ngã xuống bên hàng rào nhà dân. Người phụ nữ và xe máy bị ngã tại chỗ. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó nam thanh niên bị thương rất nặng. Hai xe máy hư hỏng nặng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thêm một vụ tai nạn giao thông khi hai xe máy trực diện đối đầu, nhưng nạn nhân đã không may mắn và tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khuya qua tại Quảng Ninh, một nam thanh niên đã đi ngược chiều giữa đường còn với tốc độ cao, khiến người đi xe máy thuận chiều không kịp thời xử lý vì trời tối hạn chế tầm nhìn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt kịp thời để đưa người bị thương đi cấp cứu, nạn nhân còn lại đã không thể qua khỏi. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Quận, nguyên trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ PC08 Công an tỉnh An Giang cùng 4 thuộc cấp trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ đã can thiệp phần mềm cấp biển số xe. Các bị cáo cấp sai trên 5.000 biển số xe ô tô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu.
các bị cáo gồm Nguyễn Bá Quận, sinh năm 1962, nguyên trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang; Nguyễn Hữu Ân, sinh năm 1975, nguyên phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1990, nguyên đội trưởng đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; Võ Chí Linh, sinh năm 1982 và Nguyễn Hoàng Em, sinh năm 1985, nguyên là cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang, cùng bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân. Theo cáo trạng, nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch cho tất cả mọi người, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã triển khai phần mềm đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc. Về việc cấp biển số xe bằng hình thức bấm số ngẫu nhiên, có trang bị màn hình điện tử hiển thị kết quả bấm biển số. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp biển số xe ô tô cho chủ phương tiện, từ tháng 8 2012 đến tháng 6 2021, Nguyễn Bá Quận với vai trò trưởng phòng đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn. Qua đó, các bị cáo đã cấp tổng cộng trên 5.000 biển số cấp sai quy định, gồm 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi, 880 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 7 đến 11 tháng 10, 2023. Thưa quý vị, khi năm học mới bắt đầu cũng là lúc nỗi lo tiền trường lớp lại đè nặng lên vai nhiều phụ huynh. Năm học nào dư luận cũng phải bàn tán về những khoản phụ phí trên danh nghĩa tự nguyện. Gốc rễ của vấn đề vẫn là nằm ở chỗ ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, để phụ huynh phải chung tay xã hội hóa tạo nên nhiều hệ lụy. Muốn chấn chỉnh cần phải có giải pháp chặn từ gốc. Sau vụ thu quỹ phụ huynh tới 310 triệu đồng vừa qua của một lớp tại một trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh, dù được giải quyết nhưng vẫn để lại nỗi băn khoăn trong lòng nhiều phụ huynh, bởi hơn 250 triệu đồng đóng góp được dùng vào việc sửa sang lớp học. Đưa con đến lớp, phụ huynh nào cũng mong muốn con trẻ được học tập và sinh hoạt trong môi trường đầy đủ tiện nghi, tiếp cận với mức sống hiện đại nhằm phát triển toàn diện. Chính vì mong muốn đó mà nhiều phụ huynh không ngại đóng góp cho con. Ví dụ như có những cái mà nó phải tiếp cận cái mới mà ở lớp hoặc ở trường chưa có thể có cho con, thì phụ huynh cũng mong muốn, thì đành cái như là chung tay đóng góp các cái cơ sở vật chất, các cái trang thiết bị nó phù hợp và các bé có một không gian học tập nó thoải mái. Tuy nhiên cái mong muốn là khi mình đầu tư đó thì cái số tiền đó nó sử dụng đúng mục đích và cái khoản thu đó nó phù hợp. Câu chuyện mà các bậc cha mẹ phải bàn bạc và cũng rất trăn trở trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, đó là đóng góp để tu sửa phòng học, bàn ghế, mua sắm máy lạnh, máy chiếu và nhiều thiết bị giảng dạy. Dù là tự nguyện, nhưng các khoản thu này ít nhiều cũng tạo thêm áp lực cho phụ huynh. Trong khi đó, gốc rễ của vấn đề là nằm ở chỗ ngân sách cho giáo dục còn hạn chế, khiến việc đầu tư cơ sở vật chất của các trường lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Đầu tư cho cái kinh phí hoạt động giáo dục á, là không thấp hơn 20% so với tổng ngân sách. Thì đây là một cái nếu nói về tỷ lệ, đây là một tỷ lệ cũng khá cao so với tương quan chung của nhiều nước trên thế giới. Tỷ lệ cao nhưng mà cái tiền cụ thể thì nó cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu hoạt động giáo dục. Tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục để việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị giảng dạy không còn là việc của phụ huynh. Khi đó mới giải quyết được từ gốc tình trạng lạm thu trong nhà trường. Nhưng đây đặt ra là bài toán khó hơn cho các địa phương. Trước mắt, để tránh phụ huynh phải oẳn mình gánh thêm những khoản chi phí đầu tư năm học, thì hoạt động xã hội hóa cần có những tôn chỉ, mục đích nhất định, thu phải đúng và hợp lý. Thứ nhất đó là cái sự công khai minh bạch giữa các khoản thu cũng như là cái việc chi và sử dụng những khoản thu đó như thế nào. Thứ hai nữa là họ có quyền lựa chọn đóng góp hoặc không tùy theo điều kiện của họ. Có thể thấy việc huy động nguồn quỹ phụ huynh phần lớn xuất phát từ việc cải thiện môi trường học tập, đảm bảo cơ sở vật chất. Vì vậy nên chăng việc ngành giáo dục có sự rà soát cơ chế đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn ngay từ đầu năm học để giảm bớt gánh lo cho cha mẹ học sinh và để câu chuyện lạm thu không còn là vấn đề nhức nhối của xã hội vào mỗi dịp đầu năm học mới. Nhiều chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh đang ráo riết rà soát, đồng thời vận động người dân tháo dỡ các chuồng cọp, lồng sắt chống trộm để mở lối thoát hiểm.
Đây là động thái đang được cộng đồng hưởng ứng tích cực, nhất là trong bối cảnh tình hình cháy nổ ở các tòa nhà cao tầng, chung cư diễn biến phức tạp. Để chống trộm cắp, nhiều hộ gia đình ở chung cư Nguyễn Biển thuộc phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã phải lắp đặt lồng sắt hay còn gọi là chuồng cọp, quay kín khu vực ban công và lâu ra của các căn hộ. Những ngày gần đây, dưới sự tuyên truyền tích cực của các ngành chức năng, nhiều gia đình đã chủ động thuê thợ về tháo dỡ toàn bộ hoặc cắt gỡ một phần các chuồng cọp, tạo lối thoát hiểm, bảo vệ tính mạng cho gia đình phòng khi có sự cố. Nếu cắt như vậy xuống thì thấy cũng sợ trộm, nhưng mà mình nghĩ cái an toàn của mình á, cái tính mạng của mình là quan trọng hơn, thành ra tôi thực hiện theo đúng cái chủ trương của phường là cắt hạ cái chuồng cọp xuống. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cử cán bộ đến từng hộ dân tuyên truyền về nguy cơ cháy nổ trong chung cư và vận động các gia đình tháo gỡ chuồng cọp, mở lối thoát hiểm thoát nạn, đề phòng sự cố. Nhiều khu chung cư trên địa bàn quận 5 cũng tích cực hưởng ứng. Qua cái chuyện tuyên truyền này thì người dân đồng tình rất cao và thực hiện hưởng ứng. Cũng qua đây chúng tôi cũng rất mong muốn là sự lan tỏa tới tất cả các cái người dân khác thấy được cái lợi ích của việc mở lối thoát thứ hai để bảo vệ chính tài sản và tính mạng của người dân. Thời gian qua, nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà nguyên nhân đều do chuồng cọp gây cản trở, làm chậm công tác cứu nạn của lực lượng chức năng. Với sự vào cuộc của các ban ngành, sự nhận thức của người dân về tầm quan trọng khi mở lối thoát nạn sẽ góp phần rất lớn đảm bảo an toàn tính mạng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giữa xe máy và tàu hỏa khiến người xem không khỏi thót tim. Vụ việc xảy ra vào sáng 3 tháng 10 tại Hà Nội. Trên đoạn đường dân sinh giao với đường sắt, người đàn ông vừa điều khiển xe máy vừa nhìn điện thoại. Khi tàu hỏa lao tới và bấm còi, người đàn ông giật mình nhận ra nhưng đã quá muộn. May mắn người đàn ông điều khiển xe máy ngã ra bên ngoài, chỉ bị thương nhẹ. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm vì người đàn ông đang chạy xe mà tập trung vào điện thoại đến mức không hay biết tàu hỏa đang đến gần. Những thông tin hình ảnh trên cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19h45 phút trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vân vân, quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.